Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần 3 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc sẽ do Trương Vũ. Nhạc Chi Dương lúc này kêu lên. Ông tháo gỡ tấm niêm, bộ không sợ Trương Sĩ Thành phát hiện ra sao? Triệu Thế Hùng lắc đầu đáp. Trong kế hoạch báo thù của ta có phần phải đọc trước tất cả những mật thư quan trọng, nên ta đã tạo cho mình một dụng cụ giúp mở thư mà không làm hư hỏng dấu niêm phong. Bên trong bào thư của đạo sĩ, ta chỉ thấy một tờ giấy vơi vẹn vẹn bốn chữ Linh Đạo Thạch Ngư. Linh Đạo Thạch Ngư? Nhạc Chi Dương thắc mắc. Là cái gì vậy? Tiểu Thế Hùng chậm rãi đáp. Lúc ấy ta cũng thấy không biết ý tứ của bốn chữ đó. Vì thế ta gắn niêm phong trở lại, đem thư giao cho Trương Sĩ Thành. Ai ngờ hắn vừa đọc xong đã giật nảy mình, rồi lộ nét rạng rỡ vui mừng tràn đầy trên khuôn mặt. Ta đứng bên cạnh trông thấy thế trong lòng thất kinh, vì kẻ này buồn vui giận hờn không khi nào để lộ ra thần sắc. Cỡ sao khi đọc bốn chữ này, nó lại lộ vẻ kinh ngạc vui mừng đến như vậy? Trương Sĩ Thành xem xét thật kỹ tờ thư, rồi trịnh trọng gấp nó lại, nhét vào túi áo ở bên trong. Hắn ra lệnh cho ta dẫn đạo sĩ kia vào. Vừa thấy đạo sĩ nọ, y lại phá lệ, truyền cho ta lui ra ngoài. Sau đó, y nói chuyện cùng khách lạ một lúc khá lâu, rồi gọi ta vào, đưa đạo sĩ về dịch quán. Khi ta trở lại, y mở miệng ngài hỏi. Thế Hùng, trẫm đãi ngươi ra sao? Ta thưa, bệ hạ còn hơn cha mẹ của thần. Tiểu tướng dẫu chết đi 100 lần cũng không báo đáp nổi ân đức đó. Nuôi chí phục thù, ta phải cố ý nịnh nót cho giỏi. Trương Sĩ Thành nghe thập phần lọt vào tai, liền nói, Thế Hùng, ngươi thay ta làm một chuyện này, chỉ ngươi biết ta biết, tuyệt không để cho người khác biết. Ta mới nói rằng, bệ hạ đã có sai khiến, tiểu tướng nào dám chối từ. Trương Sĩ Thành liền báo, tên đạo sĩ ngươi vừa dẫn vào, ngày đêm ngươi điều binh theo hắn ra ngoài thành, đến đạo quán Quyền Thiên Quán ở Hổ Khẩu, lấy về cho trẫm một món đồ. Xong việc ngươi giết sạch tất cả các nhân vật đấy, giết luôn cả tên đạo sĩ đó nữa, đừng để cho một ai sống sót. Ta nhìn không được liền hỏi, món đồ ấy hình dạng ra sao vậy? Trương Sĩ Thành ngần ngừ một chút, rồi nhỏ giọng, hình dáng thế nào trẫm cũng không rõ, tên đạo sĩ ngoài kia nhất định biết. Nhớ cho kỹ, phải giết người diệt khẩu cho tốt, không để sống sót bất cứ ai. Nhạc Chi Dương cả giận nói, cái thằng Trương Sĩ Thành này là cái giống gì mà ác quá vậy? Triệu Thế Hùng đáp, muốn làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Hắn nguyên là một tên bán muối lậu tầm thường, lòng dạ không ác độc, ra tay không hung tàn thì dựa vào đâu mà leo lên được tột đỉnh như vậy hả? Mà tranh đoạt đất đai để xưng hùng xưng bá. Nói xong y lại nói tiếp, những việc như thế này ta cũng từng bị hắn sai khiến rồi. Thay hắn hành sự quá là không ít, duy có việc này lại là khác thường nhất. Ta dẫn quân binh đưa đạo sĩ ngay trong đêm, thẳng tiến đến Hổ Khẩu, vòng trong vòng ngoài bao vây Quyền Thiên Quán. Tên tiểu đạo sĩ gặp mặt quán chủ, mở miệng đòi ông ta phải giao ra Linh Đạo Thạch Ngư cho y. Vì quán chủ nọ đạo hiệu là Ánh Chân, nhìn sơ qua cũng biết ông ta là người khiêm cung lễ độ. Trước vòng vây của quan quân, tự biết không thể kháng cự được, ông bèn đưa ra một cái hộp gỗ, rồi báo với ta. Đồ đệ đố mạc của ta, bị lòng tham che lấp lý trí, tiết lộ bí mật của bản quán, thật là đáng giận và đáng tiếc. Nhưng món đồ này chẳng qua là di vật truyền lại từ cao nhân của bản quán thời trước. Cho dù Ngô Dương có chiếm lấy thì cũng chả có dùng nó vào được chuyện gì. Người biết suy nghĩ sẽ không làm cái chuyện giết người hại vật
để chiếm đoạt món đồ vô dụng này. Bần đạo chỉ mong rằng tướng quân đã lấy được nó rồi sẽ thôi làm khó bản quán. Anh chừng nói những lời này với thần thái đau thương khốn khổ. Ông thấy rõ cục diện đang trở nên không mấy tốt đẹp. Ta bước tới lấy cái hộp mở nắp ra xem. Thấy có một vật bằng đá hình dạng của một con cá. Nó ước chừng chả có gì là khác thường. Nếu chỉ vì vật đó mà phải giết sạch toàn bộ người trong đạo quán thì quả thật là quá tàn nhẫn. Nhưng mối thù lớn kia chưa trả xong, buộc ta không thể làm trái lệnh vua. Ta bèn hỏi tên tiểu đạo sĩ. Có đúng là đồ vật đó không? Tên tiểu đạo sĩ mặt mày hớn hở đáp liền miệng. Đúng đấy, đúng là nó đấy. Y còn chưa dứt lời, đại đao của ta đã dung lên chặt phăng cái đầu của y xuống rồi. Nhạc Di Dương nghe tới đây hắn không nhịn được nữa. Hít vô một hơi thở, rồi nhẹ nhẹ thở ra. Tiểu Thế Hùng đảo mắt liếc nhìn, hắn thở dài. Sau đó thì ta giết người phóng quả. Đạo quán có khoảng hơn 100 đạo sĩ, hầu như không ai chạy thoát hết. Chỉ mình đạo sĩ Ánh Chân võ công không tồi, lão đã tận sức chiến đấu và chọc thủng được phòng tuyến. Ta cố ý điều động tướng sĩ rải ra chỗ khác để tự mình đuổi theo. Lúc đuổi tới giang hồ, hồ Bảo Tuyền, thì đạo sĩ già vì thương thế quá nặng đã ngã gục và hôn mê. Sau khi quan sát chung quanh không một bóng người, ta bèn đem ông ta giấu vào một chỗ bí mật, rồi trở về hoàng cung phục mệnh. Khi ta giao nộp con cá đá đó xong, tên Trương Sĩ Thành dặn đi dặn lại cấm ta không được tiết lộ chuyện này. Ta làm ra vẻ dâng lệnh, rồi sau đó âm thầm rời hoàng cung, tìm đến chỗ giấu tên đạo sĩ Ánh Chân. Khi ta đến nơi đạo sĩ đã hồi tỉnh, ta hỏi ông ta lai lịch của con cá đá đó. Mới đầu ông ta lạnh nhạt lặng im không có nói. Rốt cuộc ta chẳng đặng đừng phải bất đắc dĩ kể hết cho ông ta nghe chuyện ân oán giữa ta và Trương Sĩ Thành. Ông vẫn im lặng nghe ta nói, sau một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói với ta. Ta với lệnh tôn có một chút giao tình, thảm sự của ông ta cũng từng nghe qua, nhưng những lời này của Túc Hạ đã xác thực. Túc Hạ đã cố nhịn nhục để báo thù nhà, thực sự có phong phạm của những hiệp sĩ thở xưa. Thôi được rồi, Túc Hạ hãy lập một lời thề nặng rằng, trong tương lai, khi thời cơ đến sẽ giết Trương Sĩ Thành trả thù cho tất cả đạo sĩ của bản quán đi. Nghe ông ta nói như thế, ta quỳ ngay xuống đất, buông lời thề độc. Ánh Chân khi ấy mới thuật chuyện. Linh đạo Thạch Ngư này vốn gốc gác từ thời Sơ Tống. Hồi đó chưa có đồng đảo. Ông thủy tổ của đảo Thích Ấn Thần xuất thân từ cửa Phật. Sau đó hoàng tục, hắn mang một thân võ công bao gồm sở trường của Phật gia lẫn đạo gia. Lại được cái thiên bẩm cực cao. Hắn tuổi chưa quá 40 mà đã sáng tạo ra hai đại tuyệt kỹ là Triết Long Miên cùng Vô Tướng Thần Châm. Đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, do đó Thích Ấn Thần đắc ý sinh kiêu ngạo, cho đặt trước cửa nhà của mình một tấm bia. Bia đá khắc những dòng chữ: thiên hạ đệ nhất nhân, thế gian vô song đạo. Nhạc Chí Dương buộc miệng kêu lên, người này mạnh miệng lớn lối quá chừng ha. Tuy cẩu khí thì có lớn thật, nhưng võ công của y quả thật là lợi hại đó. Lúc ấy toàn võ lâm không ai dám nói ngược lại y. Sau đó hơn một năm, chợt xuất hiện một đạo sĩ đến đứng trước tại tấm bia trước cửa nhà họ Thích. Y đọc đi đọc lại đôi lần, rồi dùng một ngón tay ra trên chữ. Chữ nhất thêm một nét ngang thành chữ nhị. Nhẹ nhàng xóa đi chữ xong, thay vào đó chữ túc. Biên tất cả thành thiên hạ đệ nhị nhân, thế gian vô túc đạo. Ý nghĩa tấm bia thay đổi hẳn, mang đầy nét châm chọc giễu cợt. Chỉ dùng có một ngón tay thôi à?
Nhạc Di Dương hít vào một hơi, miệng thất thanh: "Chẳng thể nào." Triệu Thế Hùng cười nói: "Người tuổi nhỏ có chỗ còn chưa rõ. Trên đời này vẫn tồn tại nhiều kỳ nhân dị sĩ. Luân theo lẽ thường, chuyện dùng ngón tay khắc lên đá tưởng chừng không có khả thi. Nhưng theo chỗ ta biết, thế gian này hiện có 2-3 vị cao nhân thừa sức làm. Lúc đạo sĩ viết chữ trên bia đá Thích Ấn Thần vắng mặt ở nhà, nhưng người nhà của hắn cũng thuộc dạng sành sỏi. Trước thủ đoạn của đạo sĩ, tự biết không thể đối đầu, liền hỏi gốc gác của ông ta. Đạo sĩ xưng tên là Linh Đạo Nhân, đang dạo chơi ở chốn này, sẽ ở tạm lại 3 ngày tại Thừa Hoàng Quán, ở quanh đấy thôi. Trong thời gian ấy, nếu Thích Ấn Thần về kịp, xin mời đến đạo quán cùng hắn so tài thử sức một cuộc." Đạo nhân nói xong liền sải bước đi. Thích Ấn Thần nhận được tin nhắn của người nhà do bồ câu truyền thư đến, đã cưỡi ngựa ròng rã ngày đêm, rốt cuộc tới hạn 3 ngày đã kịp đến Thừa Hoàng Quán giao ước hẹn. Hắn còn chưa bước vào cổng đã được đạo đồng tiếp đón. Đạo đồng bảo hắn: "Linh đạo trưởng nhờ tiểu đạo chuyển lời rằng, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Có nghĩa là thần không người nào cần công, làm thánh chẳng có ai gì danh. Bần đạo không dám tự xưng thần thánh, bản thân là người xuất gia, tuyệt chẳng màng chuyện đổi danh nổi tiếng. Vì vậy đã chọn một gian phòng vắng lặng, phù hợp cho ấn chứng võ công giữa Thích tiên sinh cùng với bần đạo. Hôm nay kết cục ai thắng ai bại, ai cao ai thấp, song phương phải giữ kín, không có khoa trương ra bên ngoài. Thích tiên sinh nếu đồng ý, xin mời nhập thất bằng không, cứ tự nhiên quài gót ra vậy." Thích Ấn Thần lúc đó nghe nói xong thì lập tức thỏa thuận ngay. Đám đông nhân vật giang hồ đến xem náo nhiệt, dắp phải cục diện bí mật ấy, thảy đều thất vọng mà ngóng chờ ở bên ngoài. Họ dõi mắt theo nhìn Thích Ấn Thần tiến vào trong tịnh thất, cứ tưởng khi hai người giao thủ ắt sẽ tất kinh thiên động địa. Nào ngờ đứng ngóng mãi tuyệt chẳng có thấy một động tĩnh gì từ thạch thất. Ước chừng hơn nửa canh giờ, họ thấy Thích Ấn Thần đi ra, thần thái lạnh lùng, không lộ một chút hỉ nộ nào, mắt cũng nhìn thấy không ai khác. Lão lập tức trở về Thích phủ, rồi cho đóng cửa im ỉm, không thấy tái xuất. Cả đám người giang hồ xôn xao bàn tán, chẳng đoán được ai thắng ai thua. Qua hôm sau, đột nhiên có người phát hiện tấm bia trước Thích phủ biến thành một đống đá vụn, bên trong chẳng còn một ai, tòa nhà bỏ trống. Thích già, già lớn bé nhỏ, hơn 10 mạng tất cả đều đã biến đi đâu mất hết. Từ ấy Thích Ấn Thần tuyệt tích giang hồ, giang hồ không chút tâm hao của hắn. Cho đến mãi hơn 10 năm sau, người ta mới biết rằng Thích gia đã rời trung thổ vượt trùng khơi, đến cư ngụ tại đảo Linh Ngao, vùng Biển Đông. Rốt cuộc Thích Ấn Thần thua 2 tháng vậy? Nhạc Di Dương nhịn không được lên tiếng hỏi. Cũng không rõ nữa. Triệu Thế Hùng nhẹ nhẹ lắc đầu. Chỉ vì hai người có giao hẹn trước, cho nên thắng bại của cuộc chiến này trở thành một nghi vấn không có đáp án của võ lâm. Từ đó về sau, Thích Ấn Thần chôn thân nơi hải ngoại, còn Linh Đạo Nhân cũng biệt tích luôn. Mãi đến hơn 100 năm sau, tại một thạch động vùng núi Dương Ốc, có kẻ vô tình phát hiện xương cốt của ông ta. Bên cạnh lưu một con thạch ngư, trên mặt đất đã dùng chỉ lực khắc 2 dòng chữ lớn: Nàng quát thiền địa chi bảo, hy di di diệu chi đạo. Từ lúc Linh Đạo thạch ngư xuất hiện, võ lâm trải qua nhiều cơn gió tanh mưa máu. Duy có điều, toàn thể những kẻ đoạt được thạch ngư, chưa ai khám phá nổi bí mật bên trong của nó. Cùng với Thuần Dương Thiết Hạp, lừng tiếng là 2 món bảo vật quyền bí lớn của quyền môn. Sau bao lần triều đại thay đổi,
Giật ấy thất tung tuyệt tích, mãi đến tận khi tên phản đồ của Quyền Thiên Quán đi tố giác với mục đích kiếm chác hoàng tước tiền bạc thì Linh Đạo Thạch Ngư mới tái hiện trên giang hồ. Nói tới đây thì Triệu Thế Hùng ho húng hắng, sau một lúc lâu mới thở ra nói: Lúc ấy nghe xong khúc nhoi này, lòng của ta phát điên lên vì mừng. Thiên hạ đều biết Tiên Dị Công cao cường sao Thức Ấn Thần, chỉ có mỗi một nhân vật đông đảo mà đã luyện thành mà thôi. Nếu Linh Thạch Nhân đánh thắng Thức Ấn Thần, tất nhiên là tài nghệ của ông ta còn mạnh hơn Tiên Dị Công. Nếu ta luyện được võ công của ông ấy, nhất định có thể so tài hơn thua với cao thủ của đồng đạo. Như vậy, ta nhìn chằm chằm vào ánh chân đạo nhân, miệng không thốt ra được lời nào. Lão đạo lộ vẻ sầu thảm cười nói: Ta biết ý niệm trong đầu của ngươi. Nếu ta còn sống sót ở trên đời này, khó tránh khỏi tiết lộ bí mật của nhà ngươi. Triệu lão đệ, hãy nhớ lời thề, hãy trả thù cho đệ tử của bản quán. Nói xong, ông ấy gồm hết tàn lực, đập mạnh đầu vào một tảng đá gần đó mà chết. Nhạc Chi Dương nghe tới đây trong lòng thê thảm, không tránh được. Chàng hít vào một hơi, rồi lại nghe Triệu Thế Hùng nói tiếp: Ta kính đáo chôn cất thầy của Án Chân xong, vội vàng chạy về hoàng cung. Trong lúc đi đường, ta thầm đoán rằng Trương Sĩ Thành thân là đệ tử của đồng đạo, tất nhiên hắn biết rõ gốc gác của Linh Đạo Thạch Ngư. Hắn sai ta đi lấy Thạch Ngư lại giấu không cho ai biết, rõ ràng lập tâm muốn học hỏi võ công của Linh Đạo Nhân, hòng thoát khỏi sự kềm chế của đồng đạo. Mà trong số tầm phúc của hắn, duy nhất chỉ có ta là không dính dáng gì tới đồng đạo. Nếu như lấy cái ta ngày xưa mà nghĩ, thế nào cũng sẽ tiết lộ tin tức, gây nên một trường tranh đấu chém giết giữa hai bên. Nhưng giờ đây nhắm vào việc chiếm lấy Thạch Ngư, ta lại nín nhịn thêm một lần nữa mà không phát tác ra. Nhưng từ khi ấy được Thạch Ngư, Trương Sĩ Thành cất giấu nó ở một chỗ rất là bí mật. Ta nhiều lần lén vào nội thất của y mà chẳng thể tìm thấy manh mối gì của Thạch Ngư cả. Mấy năm sau, Chu Nguyên Chương thần vũ ngất trời lần lượt quét sạch quần hùng. Sau khi đánh thắng Trần Hữu Lượng, họ Chu quay sang tấn công Trương Sĩ Thành. Trương Sĩ Thành đánh trận nào thua trận nấy. Chẳng mấy chốc thành Bình Giang đã bị dày kín, dồn hắn vào con đường cùng. Khi cửa thành bị sụp đổ, hắn đưa thần quyến lên trên lầu tề dân, rồi tự tay châm lửa thiêu vợ con trái rụi. Diễn trò này, hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng chẳng gạt nổi ta. Những người chết cháy phần lớn là nữ quyến, hai đứa con, Trương Thiên Tứ cùng Trương Thiên Ý, chẳng ở trong đó, không muốn dứt hương khói. Trương Sĩ Thành đã tìm thấy chỗ cho chúng hai xác của hai đứa trẻ con khác, đem thiêu quỷ toàn gương mặt đặt lẫn lộn trong xô chết cháy đó. Còn hai đứa con thật của y thì bí mật cho trà trộn vào số lương dân. Chờ dứt chiến sự, khi bình ổn xong trở lại sẽ tìm cách trốn khỏi Bình Giang. Sau khi thành Bình Giang thất thủ, ta tìm kiếm khắp hoàng cung mà không thấy Linh Đạo Thạch Ngư ở đâu hết. Chắc mẩm rằng Trương Sĩ Thành coi Thạch Ngư là chí bảo, hắn đã đưa cho hai con đem theo. Vì thế ta đã cố gắng và tìm thấy chỗ ẩn náu của hai đứa, nhưng chỉ gặp mỗi một mình Trương Thiên Tứ. Sau đó ta mới hay rằng Trương Thiên Ý trốn trong lù nước phía sau. Đáng tiếc thì thời gian gấp gáp khiến ta không thể lục soát kỹ hơn. Ta đành tra hỏi Trương Thiên Tứ chỗ giấu con Thạch Ngư. Thằng tiểu tử kia thà chết không nói, ta phải dùng đao khứa vào thân xác nó,
cắt đến 21 nhát thì hắn mới chịu đau không thấu mới khai ra. Ta đoạt được Thạch Ngư rồi biền giết Trường Thiền Tứ diệt khẩu luôn. Nhạc Chi Dương nghe tới đây thì trong lòng không khỏi chán ghét, chàng hừ mạnh một tiếng. Kiều Thế Hùng liếc hắn thản nhiên nói: ta vốn tưởng rằng sự việc không ai hay biết, nào ngờ Võ Lâm Thiên Hạ thái đều rành rẽ. Tin tức về Thạch Ngư đã lọt vào tai của Chu Nguyên Chương. Hồi đó ta thập phần khó hiểu, giờ đây ta đoán rằng do chính Trường Thiền Ý đã loan truyền ra. Hai tên Chu Nguyên Chương muốn chiếm đoạt Thạch Ngư, tức thì suốt đêm đó ta phải bỏ chạy. Chu Nguyên Chương truy nã ta cùng khắp, nhưng có điều hắn không tính đến chỗ ta to gan lớn mật dám thay hình đổi dạng đi diễn tuồng ngay tại trước hoàng thành của hắn. Ôi, ta vào vai quan công 20 năm ròng rồi, ẩn trước tối nay không có một người nào hay biết. Nói đến chỗ đắc ý, Triệu Thế Hùng cười ha hả hai tiếng, đột nhiên phát tức thở, hắn phải cố gắng ho khan gắng gượng trở lại. Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi: còn Trương Sĩ Thành thì sao, lúc ấy ông có giết được hắn không? Không. Triệu Thế Hùng cười, khi hắn há miệng nhe răng, máu thịt bầy nhầy trên mặt vẫn còn dồn cục lại nơm trong rất là dễ sợ. Ta nhẫn nhịn hơn 10 năm, một đào giết hắn chẳng phải quá mức dễ dàng cho hắn hay sao? Khi ấy hắn lạc bước đường cùng, đang muốn treo cổ tự sát. Nhưng hắn càng muốn tìm cái chết, ta càng không cho hắn tội nguyện. Ta chém đứt sợi dây, trói hắn lại rồi đem nộp tận tay cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tra khảo hắn ước chừng 2 ngày rồi mới hạ lệnh đem ra hành hình. Thật sự lúc ấy ta co giò trốn chạy không được, chính mắt chứng kiến cái chết của hắn như thế nào. Lạc Chi Dương nghĩ thầm: Trương Sĩ Thành một đời kiêu hùng, kết cục bằng một cái chết uất ức như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng lại nghĩ đến chỗ hắn bừa bãi giết chóc người vô tội, thật xứng đáng bị báo ứng như thế. Nghĩ thế y lạnh lùng hỏi: Võ công của Linh Đạo Nhân ông không có học ư? Bằng không làm sao mà đưa đến tình trạng này? Triệu Thế Hùng hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: mới đầu ta tự phụ tài trí, nghĩ thầm chẳng chống thì chạy sẽ phá giải được bí mật trong Thạch Ngư. Ai ngờ đến hơn 30 năm vẫn không thu hoạch được gì. Một khi không luyện được võ học của Linh Đạo Nhân, ta là không thể tìm đông đảo mà đòi nợ mà báo thù. Nhưng điều ta sắp nói đây là ước nguyện một đời của ta, cũng có để cho ngươi rõ một nguyên nhân. Nhạc Chi Dương khó hiểu: có mắc mớ gì đến ta chứ? Triệu Thế Hùng mỉm cười giải thích: thằng nhỏ này ta đem tặng ngươi Linh Đạo Thạch Ngư, ngươi phải chịu lời cùng ta, mai sau luyện thành võ công trong Thạch Ngư, hãy thay ta báo thù, đòi giúp ta món nợ của đồng đạo. Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ, chàng lắc đầu nói: ta không cần Thạch Ngư, lại càng không muốn giết người hộ cho ông. Triệu Thế Hùng cả giận la lớn: tại sao ngươi không muốn làm vô địch thiên hạ? Lạc Chi Dương cười cười, chàng xoay người định bỏ đi, chợt nghe Triệu Thế Hùng phát ra một chuỗi rên rỉ. Nhạc Chi Dương nghĩ tới chỗ hắn đang mang thương tích ở bên mình, bèn mềm lòng bảo với hắn: Triệu tiên sinh, ông đừng cậy mạnh, quan trọng nhất là vẫn phải tìm thầy thuốc. Được. Triệu Thế Hùng thở dài: người đỡ ta đứng lên đi. Nhạc Chi Dương đưa tay ra, không ngờ chẳng bị Triệu Thế Hùng thích lấy cổ tay, mà lại bị hắn dúi mạnh người mình về phía trước, khiến Nhạc Chi Dương thân không kềm được nữa, ngã gục ngay sát bên ngực của hắn. Còn chưa kịp giãy giụa, đã chợt nghe Triệu Thế Hùng ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ: ngươi càng không muốn nghe, ta lại càng muốn nói cho ngươi nghe. Ta cho ngươi biết, Thạch Ngư được chôn giấu ngay tại dưới góc tường mé đông nam của rạp hát. Nói xong cất tiếng cười to được vài tiếng, đột nhiên hắn gục đầu xuống vai, thân hình đổ ập vào tường mà chết.
Nhạc Chi Dương đang ra sức giải dụa, chợt thấy hai mắt của Triệu Thế Hùng trợn ngược, khóe miệng còn in một nét cười quỷ quái. Người tuy đã chết rồi mà mặt vẫn không mất đi nét dữ tợn đáng sợ. Trong lòng phát kinh, Nhạc Chi Dương xoay người nhằm phía đầu ngõ, chẳng dè mới chạy được vài bước, trước mắt chợt hiện ra một người. Áo trắng nhuốm máu, mặt ngọc râu dài, viên minh châu đeo ở bên hông phát xạ luồng hàn quang dưới ánh trăng. Khi Nhạc Chi Dương nhìn thấy người tới, chàng bất giác thụt lùi hai bước, nhưng mắt của Trương Thiên Ý cũng không nhìn sang hắn, mà lại cứ dừng lại trên người của Triệu Thế Hùng. Y yên lặng quan sát giây lát rồi lạnh lùng hỏi: "Hắn chết rồi ư?" Chữ "hắn" vừa nói ra, người đang đứng tại đầu con hẻm âm thanh câu nói chưa dứt, Nhạc Chi Dương đã cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Trương Thiên Ý đã trụ ngay thân hình trước thi thể của Triệu Thế Hùng. Nhạc Chi Dương trong lòng sợ hãi, chàng ngập ngừng nói: Ta không biết." Trương Thiên Ý hừ một tiếng, rút nhuyễn kiếm, xoát xoát hai tiếng, chặt đứt hai chân của Triệu Thế Hùng, vết chém rành rành, không thấy có máu chảy ra. Máu đã cạn kiệt, người cũng đã chết. Trương Thiên Ý nhìn kẻ thù trong đời đầy vẻ thất vọng, từ đuôi mắt, chợt thấy Nhạc Chi Dương đang dò dẫm lần theo bức tường, từng bước đi ra mé ngoài. Hắn bất giác cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Muốn bỏ trốn sao? Thử xem." Nhạc Chi Dương tay chân tề cứng, ruột gan bấn loạn. Đối phương thần xuất quỷ một, muốn chạy thoát khỏi tay của hắn, căn bản là không thể. Ánh mắt của Trương Thiên Ý lại hướng vào xác chết. Trường kiếm của hắn rung lên nghe xoang xoát, đã cắt đứt phần áo ở bên dưới. Rồi cúi mình sờ soạt một chập mà chẳng tìm thấy gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tiểu tử kìa, trước lúc hắn chết đã có nói gì với ngươi?" Nhạc Chi Dương cố gắng đè nén nhịp tim đáp: "Kể chuyện thân thế của ông ta." Trương Thiên Ý hừ một tiếng rồi nói ngay: "Như vậy người hẳn biết ta là ai rồi." Nghe ngữ điệu không mấy thân thiện, Nhạc Chi Dương không khỏi rùng mình sởn óc. Trương Thiên Ý lại hỏi: "Ngoài những chuyện đó ra, hắn còn nói gì khác không?" Nhạc Chi Dương đang định nói về Thạch Ngư, nhưng chợt nghĩ lại. Triệu Thế Hùng khi phải dùng đao chém chặt vào những người xem hát, y chỉ là để tự vệ. Còn tên quỷ sứ đòi nợ họ Trương này, vì muốn được việc của mình, đã thẳng tay giết hết đám người xem tuồng. So với Triệu Thế Hùng, nó còn độc ác gấp bội. Nếu trong Thạch Ngư thực sự có dấu tuyệt đỉnh võ công, một khi người này luyện thành e rằng sẽ gia hại, giết chết rất nhiều người vô tội. Nghĩ như vậy, Nhạc Chi Dương lắp bắp nói: "Không, không có nói gì khác cả." "Nội láo!" Trương Thiên Ý quay ngoắt người lại, tia mắt sắc lẻm: "Mày nói láo?" Nhạc Chi Dương lớn tiếng cười nói: "Ông không tin thì ta còn biết phải làm gì." Trương Thiên Ý nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái đánh giá thiếu niên, rồi làm ra vẻ lơ là nói: "Nếu vậy xem chừng để mày sống cũng chẳng có ích lợi gì cho tao. Mày đã biết tao là ai, biết tao từng làm gì. Tao chả thể nào để mày yên ổn sống sót ở trên đời này." Nhạc Chi Dương kinh hãi, chàng giỏi lắp bắp: "Hắn đã chỉ kể về chính mình, không có nói gì về ông hết." Trương Thiên Ý cười lạnh nói: "Mày nghĩ là tao có thể tin nổi như thế sao?" Rất nhanh, Nhạc Chi Dương xoay chuyển ý nghĩ. Thằng quỷ sứ chuyên đòi nợ này muốn giết mình, xem ra còn dễ hơn là giết một con kiến. Nhưng chỉ cho y chỗ chôn giấu linh đạo Thạch Ngư, thật sự hắn không cam tâm. Bỗng nhiên, tâm cơ chấn động, Nhạc Chi Dương cả tiếng nói: "À, ta nhớ rồi. Hắn đích xác có đề cập đến chuyện đã giấu trong Tử Cấm Thành một vật gì đó." "Tử Cấm Thành?" Trương Thiên Ý sửng sốt. "Có nói là trong Tử Cấm Thành có phải không?" "Đúng vậy." Nhạc Chi Dương ra sức gật đầu. "Thật đúng là như thế đó." Trương Thiên Ý cười lạnh. "Hảo tiểu tử,
hãy còn dám dối trá sao? Ruột gan của Lạc Chi Dương thoát lại, chàng lập tức cãi, tôi đâu có nói láo. Trương Thiên Ý thấy hắn đỏ mặt tía tai cãi lia lịa, không có tí gì là giống giả bộ, lại nghĩ hắn tuổi bè bé, có gấp gáp chống chế mấy thì cũng không thể bịa ra danh tự Tử Cấm Thành ngay được. Kiều Thế Hùng gian manh thành tinh, nếu thật sự đã đem giấu linh đạo thạch ngư trong hoàng cung, cái chỗ mà bên ngoài dày đặc cấm vệ canh gác, bên trong rộng mênh mông, người qua lại thưa thớt, thiệt đúng là một chỗ giấu đồ hết sức là tuyệt vời không đâu bằng. Trương Thiên Ý suy bụng ta ra bụng người, đã thấy siêu lòng vài phần rồi lên tiếng hỏi. Hắn nói thật vậy à? Giấu ở chỗ nào trong Tử Cấm Thành vậy? Lạc Chi Dương cười nói, chỉ vậy thôi. Trương Thiên Ý làm ra vẻ lơ đãng nói, giấu ở đâu vậy? Nhạc Chi Dương cười, nói tiếp ngay, vừa rồi ông còn nói muốn giết tôi mà, nếu tôi khai ra chỗ cất giấu chẳng phải là lập tức đi đợi rồi hay sao? Trương Thiên Ý giận dữ, y chầm chầm ngó cái bộ mặt của Nhạc Chi Dương đang cười hì hì đó, hận không thể dùng một chưởng giết phức hắn cho rồi. Nhưng y quyết tâm chiếm lại thạch ngư. Tiểu Thế Hùng đã chết, gã thiếu niên này bây giờ là manh mối duy nhất. Suy đi nghĩ lại, y chỉ còn nước nén giận, cố tạo ra nét tươi cười ở trên khuôn mặt rồi bảo, hồi nãy ta giỡn chơi với chú thôi, chú nhỏ đáng yêu ơi, chú mách bảo cho ta chỗ cất giấu, ta lập tức tha chú mày liền. Nhạc Chi Dân cười hì hì nhái theo giọng của ông. Ông nghĩ là ta có thể tin nổi ông sao? Trường kiếm của Trương Thiên Ý rung lên soạt soạt mấy nhát, ngực của Nhạc Chi Dương chợt phát rét, có chút đào đào. Hắn cúi nhìn, thấy mũi kiếm đã hớt gọn một lỗ xuyên mấy lần áo và cứa nhẹ một chút da thịt. Rồi hắn nghe giọng lạnh lạnh của Trương Như Ý, tiểu tử, mi khai ngay cho ta chỗ chôn giấu, bằng không ta khoét tim môi gan của người dứt cho chó ăn đó. Kiếm khí thì sầm sập dục dây quanh, máu ở trong người của Nhạc Chi Dương chợt muốn đồng cứng lại, toàn thân hệt như vừa sa xuống cái hố băng vậy. Hắn từng mục kích thủ đoạn của Trương Thiên Ý, nghĩ ở trong đầu rằng một khi khai ra lập tức sẽ bị trường kiếm kia đâm xuyên ngực. Tức thì hắn hít vào một hơi, giọng run run nói, khai cũng chết mà không cai cũng chết, nói gì nói gì cũng chỉ là cái chết mà thôi, vậy tôi quyết chẳng khai. Thật không? Trương Thiên Ý cười lạnh một tiếng, ta cứ hễ một câu hỏi không có trả lời là cứa một kiếm vào mi, xem mi chịu được mấy nhát đây. Nhạc Chi Dương trả lời, huynh đệ của ông đã lãnh 21 nhát đào, y nói hay không thì kết quả vẫn là mất mạng. Tùy ta tuổi nhỏ nhưng ta không có đần, ông cứ vô một kiếm đi, là coi như kiếp này ông khỏi nghĩ đến chuyện có được món đồ vật kia. Trương Thiên Ý gài gắt, nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt muốn phun lửa, và mặt sạm lại. Y cứ tưởng hăm hăm dọa dọa như vậy, tất khiến cho hắn ngoan ngoãn khai ra sự thật. Ai ngờ thằng tiểu tử này xảo quyệt quá chừng, thủy chung không hề mắc mưu. Trương Thiên Ý lo mất lo còn, e rằng nếu chém xuống một kiếm sẽ đứt mất manh mối. Y nén tức giận, khẽ khàng rút kiếm về, lạnh lùng nói, tiểu tử kia, phải như thế nào mi mới chịu khai hả? Nhạc Chi Dương cười, vào đến Tử Cấm Thành đi rồi tôi nói. Quả là một câu vượt hẳn ngoài ý liệu của Trương Thiên Ý. Hắn vốn nghĩ rằng Nhạc Chi Dương sẽ buộc hắn làm giấy cam đoan viết ra đầy đủ những điều kiện, có in dấu tay làm bằng. Cái thứ khế ước này xong việc hắn sẽ nhẹ nhàng xé bỏ. Nhạc Chi Dương vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng này một câu trả lời hoàn toàn làm cho hắn không biết tính sao. Hắn chỉ có cách nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên trong lòng ngán ngẩm. Nhạc Chi Dương tuy cười cười ngoài mặt nhưng trong bụng rất lo âu. Còn ở bên cạnh tên sát tinh này còn coi như không có lấy một chút sinh cơ nào. Sớm hoặc muộn có được thạch ngư hay không, tên quỷ sứ đòi mạng này đều sẽ giết hắn. Nhưng cứ theo cái đạo trì tắc sinh biến, kế hoạch hiện giờ là chỉ hết sức câu giờ.
chốn hoàng cung đại nội quân thủ vệ canh gác đầy đủ và dày đặc. Tên quỷ này có bản lĩnh cao siêu tới đâu cũng không có cách gì đột nhập. Hắn một khi còn chưa vào đến đó là chưa thể giết mình, chỉ cần kéo dài thời gian có lẽ sẽ tìm được cơ hội thoát thân. Hai người im lặng nhìn nhau, đầu óc xoay chuyển mấy chục cái ý niệm. Trương Thiên Ý đột nhiên chậm rãi nói: "Tiểu tử, những điều mi nói đó có chắc không vậy?" Nhạc Chi Dương cười đáp: "Chắc chứ sao không?" Trương Thiên Ý gật gật đầu, y rút trường kiếm về, bàn tay đột nhiên vung lên chộp vào ngực của Nhạc Chi Dương. Gã thiếu niên chỉ cảm giác đau đớn toàn thân, hắn nhận không được há miệng gào thảm thiết. "Thằng nhỏ lưu manh kia nếm ngón đòn này xong rồi thấy ra sao hả?" Trương Thiên Ý cười lạnh nói: "Ta đã gài một mũi dạ vũ thần châm vào kế bên huyệt thiên trung của mi. Nếu mi thành thật nghe lời, xong việc ta sẽ lấy nó ra. Bằng không, mũi kim này sẽ không ngừng đâm sâu vào, rốt cục chọc thủng màng tim của ngươi, khiến cho ngươi đau đớn vô cùng mà chết." Nhạc Kim Dương gương mặt thê thảm, chỉ thấy chỗ kim châm phát cộm lên, phát ngứa, cảm giác lạ lạ. Trương Thiên Ý đưa mắt nhìn hắn một cái rồi cười nói: "Người nếu sợ thì hãy khai ra cho rồi." Nhạc Chi Dương lên gân cũng cười nói: "Ông nếu không cần món đồ kia cũng nên dứt điểm tôi cho rồi." Trương Thiên Ý mắt nổ lửa lớn tiếng nói: "Thằng nhỏ ương ngạnh kia, để ta xem mi còn ương ngạnh đến bao giờ." Nhạc Chi Dương cười đáp: "Không cần ông để ý đến ta." Trương Thiên Ý phì một tiếng rồi mắng: "Tao để ý cái rắm mày." Nhạc Chi Dương nói: "Được lắm, bây giờ ta chưa có rắm, hãy chờ đến khi tôi đánh được để cho ông nghe nha." Trương Thiên Ý giận dữ toàn ra tay chỉnh hắn, nhưng nghĩ đến linh đạo thạch ngư y phải dằn lòng, âm thầm tự nhủ: khi lấy được thạch ngư rồi không thể nào không dung một kiếm kết quả thằng tiểu tử này. Ở trong đầu của y nảy sinh ý nghĩ ác độc, trên mặt lại hiện ra vẻ lãnh đạm nói: "Tiểu tử, đi theo ta." Hai người kẻ trước người sau đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn lại, cuối hẻm tối đen, không thấy được xác của Triệu Thái Hùng. Ngay khi ấy, tay phải của Trương Thiên Ý dục dương ra, nắm chặt vào bả vai của chàng. Tay trái y dung lên, từ bên trong ống tay bay ra một sợi dây thép dài, đầu dây có gắn một cái móc sắt, nghe soạt một tiếng, đã chộp vào được mái hiên. Nhạc Chi Dương còn chưa hiểu gì thì đã thấy đôi chân của mình rời khỏi mặt đất, toàn thân như bay bổng lên. Trương Thiên Ý thoảng như một làn khói, nhẹ nhàng tóc lên đầu mái hiên rồi kẹp chặt Nhạc Chi Dương vào ngang sườn của mình. Y lướt mình như bay trên đỉnh mấy mái ngói. Khi gặp phải đầu tường cao của những căn nhà to lớn, y nhún chân tung mình nhảy qua. Nếu thấy chỗ quá cao bèn quăng cái móc sắt bám sát vào đó mà rúng người vượt lên. Khinh công của Trương Như Ý tuyệt diệu, y vượt tường chạy nhảy trên mái nhà, khiến thân hình của Nhạc Chi Dương lúc lên cao khi tụt thấp, làm hắn nhức đầu mắt hoa lên gần như muốn ói mửa. Đột nhiên đằng trước bỗng hiện ra một bức tường cao ngất chọc thẳng tắp ở lên trên, nơm không trong đầu tường. Nhạc Chi Dương vừa có cảm giác Trương Thiên Ý không thể tiếp tục vượt lên mặt tường dời dợi cao không cùng, bỗng nghe dù một tiếng, hai người tụt mạnh xuống ở phía dưới. Trái tim của Nhạc Chi Dương quặn thắt lại, ruột gan hắn muốn lộn tùng phèo. Khi hắn dương mắt ra nhìn, nhuyễn kiếm ở trong tay của Trương Thiên Ý đã đâm phập vào tường, lưỡi kiếm rung lên bần bật kèm giữ thân hình của hai người. "Lên!" Trương Thiên Ý quát một tiếng, dùng lực nhấn vào thanh kiếm, đưa thân đạp mạnh một cái, rồi giọt bung mạnh, hai người lăn không bốc lên, trong chớp mắt đã đặt chân đứng bằng bạc trên đầu tượng. Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn ra sao, cảm thấy choáng váng trong óc. Hắn nghiễm nhiên đã lên chỗ cực đỉnh cao nhất ở kinh thành. Mé dưới nhà cửa nơm nhỏ bé như hộp diêm, san sát đầy đặc như những lượng sóng phập phồng. Đèn đớm ở bên trong các ngôi nhà lập lòe, tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể đủ tắt hết tất cả. Chẳng để cho hắn kịp nghĩ kỹ,
Trương Thiên Ý nhảy mạnh ra phía trước, lúc dùng phi trảo, lúc dùng nhuyễn kiếm, lên lên xuống xuống. Sau khi vượt qua khỏi một bức vách cao, đã nhẹ nhàng đặt chân trên mặt đất. Hắn thả Nhạc Chi Dương xuống, đứng thở phì phò. Gã thiếu niên tiến bước tới, quay đầu nhìn ngó, thấy tứ phía dày đặc những cổ thụ, ẩn ướt nhiều tường cao vách lớn, vây quanh rất nhiều nhà cửa, phòng ốc ở bên trong toàn thấy mịt mùng tối đen, không thấy ánh sáng đèn đốm gì cả. Đây là đâu vậy? Nhạc Chi Dương tò mò. Trương Thiên Ý hừ mạnh một tiếng đáp: Thử Cấm Thành đó. Nhạc Chi Dương phát quảng, vừa muốn há mồm lên định kêu lớn, Trương Thiên Ý đã thích vào cổ họng của hắn, giúp hắn đè nén mọi nỗi lo sợ. Đây là Tử Cấm Thành rồi. Trương Thiên Ý thấp giọng hỏi: Cái món đồ kia nằm tại chỗ nào? Nhạc Chi Dương há mồm cứng lưỡi, một luồng khí huyết nóng hổi dục bốc mạnh lên đầu. Hắn vốn là nói nhăng nói càng, chẳng biết chút gì phía trong cấm thành cả, bây giờ chỉ còn nước dò đầu bứt tóc, không thốt nổi mấy một tiếng. Trương Thiên Ý sinh nghi, nhạt giọng hỏi: Tiểu tử, mày chắc chắn là không có lừa gạt ta chứ? Nhạc Chi Dương nhìn sắc mặt của y, chợt mấy động ở trong đầu, thầm nghĩ chính mình chưa bao giờ đặt chân đến cấm thành, e rằng tên quỷ này cũng chưa hề có dịp ghé qua. Đã đến nước này, chỉ còn cách bịa đặt ra một cái tên, tạm lừa y rồi tính sao. Nghĩ như vậy, hắn vỗ đầu kêu lên: Ồ, tôi nhớ ra rồi, Điện Quần Phương. Đúng rồi, chính là Điện Quần Phương đó. Điện Quần Phương? Trương Thiên Ý sửng sốt, cái tên này nghe hết sức là thô tục, không giống kiểu cách đặt tên trong cung điện, trong hoàng thành. Nhưng hệt như Nhạc Chi Dương đã tính trước, y vừa đặt chân đến đây, những gì thuộc về hoàng cung y cũng mù tịt. Có điều Trương Thiên Ý ngàn vạn lần cũng không sao nghĩ, tưởng được cái thằng tiểu tử vô lại này, nó dám cả gan lừa gạt chính mình, đã dám lấy tên của một kỷ diện sửa đi một chữ, đem gán vào một chỗ trong hoàng cung. Cho nên y lại hỏi: Tiểu Thế Hùng đã nói gì? Ở cái chỗ nào chẳng hạn? Đại để là... Nhạc Chi Dương giả vờ suy nghĩ, cho rằng Quần Phương nếu không chỉ về nữ nhân, cũng là có dính dáng tới hoa què. Nghĩ vậy, y vừa đến ở trong đầu, hắn trả lời: Triệu Thế Hùng nói đã giấu trong Ngự Hoa Viên đó. Lúc Nhạc Chi Dương dối trá, cặp mắt hắn lè lé, câu nói ngượng ngập. Nếu thay vào hắn là một người lớn tuổi khác, kiểu cách đó ắt đã khiến cho Trương Thiên Ý phát sinh ngờ vực. Nhưng vì Nhạc Chi Dương quá nhỏ tuổi, Trương Thiên Ý vốn mang nặng định kiến, luôn cho rằng một đứa quắc con như hắn chả thể nào có được nhiều cái trí trá ngoắt ngoéo đến như vậy, chả dám cả gàng nói nhăn nói cuội lừa gạt mình. Suy luận như vậy trong lòng đã quyết, Trương Thiên Ý cười lạnh nói: Ngự Hoa Viên, Điện Quần Phương, không lẽ là chỗ thờ cúng mấy hoa thần của Phi Tần? Nhưng nếu là chỗ thờ cúng, lẽ ra phải gọi là Quần Phương Từ mới đúng nghĩa chứ. Chu Nguyên Chương nguyên xuất thân là một tên khất cái dốt đặt cán mài, ngài đặt tên cho một cái cung điện mà cũng chó má làm không xong. Đời cha cố y bại vong ở trong tay Chu Nguyên Chương, lúc nào y cũng đau đáu ở trong lòng, gặp việc chửi bới được kẻ thù thì nổ ra một phát cho đã nưng. Nhạc Chi Dương nghe vào tai liền nghĩ thầm: Chó má Quần Phương Từ, Quần Phương Diện mới đúng là chữ chơ. Chu Nguyên Chương chó má không xong, thằng quỷ đòi nợ này ngươi cũng là một ruột chó má, chẳng đi đến đâu sắc. Đi thôi. Trương Thiên Ý xoay người bước đi. Nhạc Chi Dương hỏi to: Đi đâu? Trương Thiên Ý lạnh lùng nói: Đương nhiên là phải đến chỗ cái gì đó, Quần Phương gì gì đó. Nhạc Chi Dương đứng im. Y vội hỏi: Ông biết Ngự Hoa Viên ở đâu hả? Trương Thiên Ý đáp: Đường đi ở trong miệng, kiếm người hỏi bộ không được hay sao? Nhạc Chi Dương âm thầm kêu khổ, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nếu thật sự gặp gỡ người ở trong cung, cái dối trá bịa đặt của hắn lập tức sẽ bị lộ tẩy.
Thằng quỷ đòi nợ này mà nổi giận lên thì nếu không giết ắt cũng chặt tay chặt chân của hắn, cũng tùng xẻo cho hắn dăm ba miếng thịt. Sẽ chịu không có thâu. Nhớ đến thảm trạng của Triệu Thế Hùng mà hắn phát rét phát run. Trương Thiên Ý ngoái lại, ánh mắt âm trầm. Run rẩy cái gì vậy? Nhạc Chi Dương không cách nào khác, chỉ đành từng bước khốn khổ đi theo y. Trong lòng liều mạng mà tính, hai mắt sung sục nhìn chung quanh, kiếm con đường sống hồng tẩu thoát. Thầm cùng mênh mông, tối đen mù mịt, chẳng chút đèn đớm, dọc đường đi cây cỏ tùm, giả sơn nghiêng ngã, dáng tựa như những con quái thú, dáng tựa như rồng bay. Chúng như chạy như đi, xăm sắp đổ dồn đến. Đi ngang qua cái ao có sen mọc đầy, ở trong đám lầy, bèo chen san sát, bỗng một con chim hạc dục tung tánh bay lên, cất tiếng kêu nghe quang quát, làm cho Nhạc Chi Dương sợ đến điếng người. Đi hết một cái hành lang dài, thấy lung linh một vùng ánh sáng đèn lồng đang chậm chậm di chuyển tới. Trương Thiên Ý rảo bước đến chận đầu, chỉ thấy hai nam tử mặc áo qua thẳng mặt đi tới, người cầm lồng đèn quát to: "Ai đó?" Tiếng còn chưa dứt, Trương Thiên Ý nhào tới, nghe khuynh khuynh hai tiếng, cả hai đồng ngã nhào xuống đất. Trương Thiên Ý xách cổ một tên lên, lột bỏ mũ áo của hắn đưa cho Nhạc Chi Dương bảo: "Mặc vào đi." Nhạc Chi Dương bỡ ngỡ tuân theo lời của y, thay quần áo. Thân thể hắn còn chưa phát triển hết mức, mặc áo đội mũ vào thấy có phần hơi rộng. Trong khi ấy thì Trương Thiên Ý cũng lột bỏ áo mũ người kia đem khoác vào mình, rồi giải khai huyệt đạo người đó. Y cười nói: "Đắc tội, đắc tội, xin hỏi đường nào tới Ngự Hoa Viên vậy?" Người nọ chưa hoàn hồn, đưa ngón tay chỉ nơi xa xa: "Cứ tiếp tục hướng đó, cứ nhắm hướng đông bắc mà đi." Trương Thiên Ý cười nói: "Cảm ơn." Đang định buông người đó xuống, chợt nhớ tới một chuyện, y hỏi: "Có phải điện Quần Phương nằm bên trong Ngự Hoa Viên không?" "Quần Phương gì cơ?" Người nọ ngẩn ngơ. "Là chỗ nào vậy? Tiểu nhân chưa nghe qua bao giờ." Trương Thiên Ý mặt biến sắc, ngoái đầu lại nhìn, đột nhiên chẳng thấy bóng dáng của Nhạc Chi Dương đâu cả. Hắn vừa sợ vừa giận, cuốn quýt nhảy lên đầu của ngọn giả sơn, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy lầu cát tiếp nối, cây sen lẫn, đá chập trùng, trong bóng đêm mênh mang như biển, đàn nhấn chìm hết tất cả vô số phòng ốc. Đừng nói bóng người, ngay đến một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Trương Thiên Ý cứ tưởng Nhạc Chi Dương trúng phải giả vũ thần châm, nhất định không dám chạy trốn. Y đâm ra lơ lỏng, đâu dè thằng nhỏ thừa cơ, bây giờ có hối cũng không kịp. Y ngơ ngẩn đứng đó một lát, rồi nhảy xuống giả sơn, tung hai ngọn cước liên hoàn đá vào người của bọn họ, làm dở đầu toét óc, ôm hai cái xác ấy, lấy dây buộc đá vào rồi dứt xuống cái ao ở bên đường. Xong cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, y nhấc cái lồng đèn lên, đi thẳng về phía trước. Ánh đèn thấp thoáng xa dần, chẳng mấy chốc đã chìm khuất vào màn đêm tăm tối. Hồi lâu sau, phía lùm cây gian đường bỗng nhiên lạo xạo chuyển động. Nhạc Chi Dương thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh phát sáng. Vừa rồi gã thấy Trương Thiên Ý trò chuyện cùng người kia, biết thế nào lời nói láo của mình cũng bị lộ tẩy. Nhất thời lúng cuống, bèn nhảy tạm vào một bụi rậm gần đó. Quá trình Trương Thiên Ý giết người giết xác, gã đã chứng kiến toàn bộ. Trong nhất thời hoảng sợ đến đơ cả mình mẩy, chẳng dám động đậy chi cả. Lúc này được tự do, gã cũng không cả gan nấn ná lại đầy lâu, chỉ cầu cho Trương Thiên Ý đi càng xa càng tốt, sau đó co giò bỏ chạy. Phía trước hành lang ngoằn ngoèo uốn lượn, lối rẽ nhiều vô kể. Chốc chốc lại có cành hoa bụi cỏ rậm rạp chắn lối, chốc chốc lại bị tường cao vách đứng sừng sững chèn ra hai bên. Chẳng rõ đã chạy trốn được bao xa. Nhạc Chi Dương mỏi nhừ cả hai chân, tim phổi như muốn nổ tung, đành phải ngừng lại gặp người thở hào hển. Thở một lúc, gã ngoảnh đầu quan sát chung quanh. Này đây mái nhà trùng trùng, hành lang dài thường thượt, trong sắc đêm mịt mùng vô tận, chẳng biết mình đã lạc thân đến nơi nào rồi.
Nhạc Chi Dương cảm thấy ngã lòng, chán nản ngồi phịch xuống mặt đất. Gã đã bị lạc trong cung, chỉ đành đợi đến khi trời sáng mới có thể tính tiếp. Một đêm này đã chịu đủ mọi kinh hoàng, giờ phút này thoát khỏi hiểm cảnh, cơn mệt mỏi bỗng đâu ập đến như thủy triều. Đang lúc mơ màng thiếp đi, gã chợt nghe xa xa vẳng đến một khúc đàn. Khúc đàn ấy là bài Ô Dạ Đề. Người khải đàn tay nghề tuyệt diệu, thế gian hiếm thấy. Cổ cầm mà người ấy sử dụng có âm sắc trong trẻo, êm ả như ngọc, mượt mà như suối, lúc thì như rừng giọng thông reo, khi lại như trũng sâu vẳng tiếng, thoát trầm thoạt bổng, không hề lẫn chút tạp âm nào. Nhạc Chi Dương vốn đam mê âm nhạc, bèn lắng nghe say sưa, cơn buồn ngủ cũng vô tình tan biến đi mất. Nghe đến đoạn tinh tế, gã không kềm được hạ sáo xuống, nương theo nhịp đàn mà gõ nhẹ nhẹ trên mặt đất. Ô Dạ Đề được vị nhạc sư lừng lẫy của Nam triều là Dương Nghĩa Khánh biên soạn, trong tiếng đàn trong vắt lại thấm thoát nỗi niềm ai oán. Đoạn dúc cao tựa chiến chim kêu thê thiết trên bầu trời đêm ở núi quan, đoạn quyến luyến như thể rủ rỉ chuyện trò qua lớp rèm châu mỏng manh. Kỹ năng của người khải đàn ảo diệu càng làm cho mối sầu thương ly biệt thêm dai rất tâm can. Nhạc Chi Dương tính khí trẻ con, nghe một lúc thì cảm thấy xốn xang ở trong lòng, quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm. Tiếng đàn vừa dơi đi, gã không nhịn được bèn nâng sáo lên thổi ngay bài Hải Thanh Nã Nga. Khúc nhạc này xuất xứ từ phương Bắc, nói về các loại thú vui như rong ngựa trên sa mạc, dương cung dài bắn chim lớn, thả thần ưng bắt ngỗng trời. Khúc nhạc này mạnh mẽ hào hùng, khai thoáng tâm hồn. Nhạc Chi Dương hào hứng thổi, thành sáo như chia làm hai giai điệu, một như chim ưng bay vút lên trời xanh, một như thiên nga hòa vào giữa làn mây trắng. Một điệu sắc sảo sôi nổi, một điệu phẫn uất ngút trời, hai giai điệu khi cao khi thấp đuổi bắt luân phiên với nhau. Tiếng sáo vừa trỗi lên, tiếng đàn bỗng nhiên lặng ngắt. Nhạc Chi Dương thổi đến đoạn tuyệt diệu, hai giai điệu như hòa lẫn vào một, âm sắc dập dồn, tiếng sáo réo rắt mênh mang dứt thẳng lên tầng không, lãng đãng mấy vòng trên bầu trời đêm mới kết thúc. Tiếng sáo vừa dơi đi, tiếng đàn lại cất lên tấu một khúc Bình Xa Lạc Nhạn, giai điệu nhẹ nhàng thánh thoát, ý tứ phóng khoáng bất cần, giống như chim nhạn mùa thu giao lượn trên sông, sóng gợn nhấp nhánh, giang sông cát trải dài như lụa, nhạn bài lúc cao lúc thấp, lên xuống hòa ca. Đàn đến đoạn tài tình, nghe hệt như mấy chục con nhạn lớn đồng thanh hợp sướng vậy. Nhạc Chi Dương nghe thấy khoan khoái, hồn như đắm chìm vào trong khúc nhạc, hoàn toàn quên khuấy đi bản thân, mãi đến khi bầy nhạn bay mất, nhạn lẻ nỉ non, khúc Bình Xa Lạc Nhạn rơi vào lặng im, lúc này gã mới đưa sáo lên miệng thổi bài Hạt Minh Cửu Cao. Tiếng sáo tựa thể một cánh hạt côi cút giữa bầu trời thâm thẳm, đàn cất tiếng kêu lãnh lót vọng khắp không trung. Lúc sáo thổi thì tiếng đàn ngưng lại, Nhạc Chi Dương vừa thổi xong tiếng đàn lại cất lên tiếng nói tiếp. Đàn gian một khúc Long Tường Thao, hệt như một chú rồng đang bay cao bồng bềnh, biến ảo vô cùng sặc sỡ. Nhạc Chi Dương lặng im nghe xong, thổi đáp lại bài Thu Hồng. Điệu nhạc tự nhiên thống khoáng, hệt như một cánh chim hồng thỏa sức giang cánh bay đến muôn nẻo. Nhưng gã thổi còn chưa xong, tiếng đàn bỗng dạt vào mênh mang trỗi dậy một khúc ngư ca, như có một chiếc thuyền lá dạo chơi khắp giang hồ, rong ruổi đến nơi, chốn xa xăm, thậm chí còn giữa cả Thu Hồng khi nãy nữa. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 3 tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần 4 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.